Xin chào các bạn, hôm nay Phan Nguyễn Audio sẽ hướng dẫn các bạn cập nhật YouTube trên tàu karaoke Hanes Lake One. Hiện tại ứng dụng YouTube cũ trên tàu Hanes Lake One không sử dụng được. Khi các bạn nhấn vào nó sẽ báo như thế này. Để cài đặt lại ứng dụng YouTube, các bạn làm như sau. Các bạn vào phần cài đặt, chọn nút cập nhật phần mềm, tải về. Chọn cài đặt. Sau khi cài đặt thành công, ứng dụng Hanes sẽ tự khởi động lại. Tiếp theo, bạn vào phần cài đặt. Các bạn sẽ thấy có thêm tính năng cập nhật YouTube. Các bạn chọn cập nhật YouTube để tiến hành cài đặt ứng dụng YouTube mới. Quá trình cài đặt YouTube mất tầm 1 đến 2 phút. Chọn chấp nhận. Ứng dụng YouTube đã cài đặt thành công, các bạn trở về màn hình chính. Các bạn vào phần quản lý ứng dụng. Đây chính là app YouTube mới thay thế cho app YouTube cũ. Các bạn mở ứng dụng lên. Các bạn mở ứng dụng. Chọn ngay rồi. Quá trình này có thể mất 2 đến 3 phút. Các bạn chọn sử dụng YouTube bên dưới. Đây chính là giao diện YouTube mới thay thế cho ứng dụng YouTube cũ.
Cách hoạt động tương tự như YouTube cũ, các bạn có thể tìm bằng những nón karaoke đa nguyên. Hoặc xem phim, phim hành động Mỹ. Các bạn thêm một trang chủ để nó xuất hiện ngoài cùng màn hình chính. Các bạn lưu ý các phần mềm trước phiên bản 1.7.1 đều cập nhật online được, riêng phiên bản 1.7.7.1 không thể cập nhật online. Các bạn có thể liên hệ Phan Nguyễn Audio để được hỗ trợ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.